Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm từ việc buôn bán da lừa, tổ chức bảo vệ lừa theo The Donkey Sanctuary của Anh Quốc cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng về an toàn sinh học do thiếu kiểm soát hoạt động buôn bán da lừa. Hàng năm có hơn 4.8 triệu con lừa bị buôn bán và giết mổ để lấy da. Hoạt động buôn bán da lừa trên toàn cầu gây ra sức tàn phá khủng khiếp cho loài lừa và các cộng đồng phụ thuộc vào lừa. Điều đáng báo động là việc buôn bán da lừa đang hoạt động mà không có quy trình thú y và an toàn sinh học đầy đủ. Nguồn gốc của các lô hàng không được kiểm soát, khiến nhà chức trách không thể theo dõi hoặc truy vết được nguồn da lừa bị nhiễm khuẩn. Khi có vấn đề xảy ra, nguyên nhân chính gây ra nguy cơ về an toàn sinh học trong hoạt động buôn bán da lừa là ở điều kiện giết mổ kém, không bảo đảm vệ sinh, đặc biệt là khi các nhóm động vật lớn từ nhiều quần thể khác nhau được tập hợp lại. Phần lớn việc giết mổ lừa đều hoạt động bất hợp pháp ở nơi không đạt tiêu chuẩn, và điều này làm nguy cơ da lừa bị nhiễm khuẩn từ nhiều nguồn khác nhau tăng cao. Đồng thời, khi nhiều loài bị giết mổ tại cùng một địa điểm, sẽ gây thêm nguy cơ lây nhiễm chéo. Thử nghiệm được thực hiện trên 108 mẫu da lừa từ một lò mổ ở Kenya cho thấy 88 mẫu trong số đó mang vi khuẩn tụ cầu vàng, trong đó có 44 mẫu dương tính với tụ cầu vàng kháng methicillin và 3 mẫu dương tính với PVL, độc tố gây ra viêm mô hoại tử ở người. The Donkey Sanctuary kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và Thái Lan ngừng nhập cảng da lừa khẩn cấp, đồng thời kêu gọi chính quyền của các quốc gia xuất cảng da lừa, ngăn chặn việc buôn bán da lừa ngay lập tức. Hoàng gia sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ tuyên bố sai sự thật nào từ nhà Sussex. Theo Mirror, trong tuần qua, công tước và nữ công tước xứ Sussex Harry và Meghan chia sẻ hai đoạn trailer về bộ phim tài liệu họ sản xuất cho Netflix, ám chỉ một số tiết lộ gây chú ý. Trong series này, cặp vợ chồng khẳng định văn phòng của cố nữ hoàng vua Charles và nhà William, Kate đã đăng những câu chuyện tiêu cực về họ trên báo chí truyền thông. Tuy nhiên, một nguồn tin cung điện cho biết mọi người trong hoàng gia đều có cảm giác rằng Harry và Meghan trước giờ vẫn gây ồn ào nên sẽ không còn nhiều điều để nói nữa. Dù vậy, họ cũng chuẩn bị cho những gì có thể diễn ra, đặc biệt nếu Harry, Meghan đưa ra những cáo buộc bất công sai sự thật. Theo Mirror, các cận thần, nhân viên làm việc ở Điện Buckingham và Kensington đã xem 3 phần đầu của bộ phim tài liệu được chiếu vào vào 8 giờ sáng thứ Năm ngày 8 tháng 12. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng hoàng gia có thể không đưa ra phản ứng nào cho tới khi 3 phần còn lại của phim được chiếu vào ngày 15 tháng 12 vì muốn có một bức tranh toàn cảnh. Tuần này, vua Charles và thân vương William cùng trò chuyện và bàn bạc ngắn gọn cùng các phụ tá để sẵn sàng đưa ra phản ứng mạnh mẽ nếu nhà Sussex có những cáo buộc vô căn cứ nhằm gây tổn hại cho chế độ quân chủ. 3 phần đầu của series phim tài liệu Harry và Meghan chủ yếu nói về chuyện tình nhà Sussex. Trong 3 phần còn lại, cặp vợ chồng sẽ nói về việc họ không được hỗ trợ đầy đủ trong thời gian còn sống ở cung điện. Ở đoạn trailer thứ 2, Harry nói về một trò chơi bẩn thỉu, việc gieo rắc những câu chuyện và hệ thống phân cấp ở hoàng gia. Harry cũng cảnh cáo, chúng tôi biết rõ sự thật. Ông già Noel lâu năm nhất nước Anh phát quà cho trẻ em được 60 năm. Ông Ray Hughes, 78 tuổi ở Bristol-shire của Anh Quốc, đặt ngôi vị ông già Noel lâu năm nhất nước Anh sau khi không bỏ lỡ việc phát quà cho bất kỳ Giáng sinh nào suốt 6 thập niên qua. Ông đã trao hàng ngàn món quà cho trẻ em kể từ khi đóng giả ông già Noel vào năm 1962, khi ông chỉ mới 18 tuổi. Mới đây, ông Ray được công nhận là ông già Noel lâu năm nhất nước Anh và ông hứa sẽ tiếp tục phục vụ lâu nhất có thể. Cụ ông 78 tuổi hóa trang thành ông già Noel vào mỗi dịp Giáng sinh trong suốt 60 năm qua và chưa có kế hoạch dừng làm việc ở đây. Ngay cả trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra, ông Ray vẫn duy trì việc phát quà cho trẻ em và bảo đảm các quy định giãn cách xã hội.
Ông còn đến thăm các trường học, siêu thị và hội trường làng, quyên góp được hơn 55.000 bảng Anh cho các tổ chức từ thiện. Trong lúc hóa trang làm ông già Noel, ông Ray nói không nhiều người có thể nói rằng họ làm được điều gì đó trong 60 năm. Tôi thực sự là ông già Noel phục vụ lâu nhất ở Vương quốc Anh và có thể là trên thế giới. Không thể có người làm điều đó lâu như tôi đâu. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi 18 tuổi được yêu cầu tổ chức một bữa tiệc dành cho trẻ em. Khi nhìn thấy sự hào hứng của bọn trẻ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hóa trang thành ông già Noel. Phần thưởng tôi nhận được là nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bọn trẻ và ánh mắt lấp lánh của chúng. Ông già Noel 60 năm nói thêm rằng miễn là tôi có khả năng, tôi sẽ tiếp tục. Tôi không có kế hoạch dừng lại bởi tôi muốn làm những gì có thể cho người khác. Ông Ray luôn tự may trang phục của mình, đeo chiếc kính cổ và găng tay trắng để hoàn thiện vẻ ngoài của ông già Noel. Elon Musk mất ngôi người giàu nhất thế giới trong vòng vài giờ. Hôm thứ Tư, ông Elon Musk tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách tỷ phú tính theo thời gian thực của Forbes, đứng sau CEO kiêm chủ tịch công ty hàng hiệu LVMH Bernard Arnault vào lúc 10 giờ 50 phút sáng 7 tây tháng 12. Ông Arnault đứng đầu bảng xếp hạng với giá trị tài sản ròng 185.4 tỷ Mỹ Kim, chỉ hơn ông Musk 100 triệu Mỹ Kim. Hiện nay đang sở hữu tài sản 185.3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên vài giờ sau, ông Musk lấy lại vị trí đầu bảng với 184.9 tỷ Mỹ Kim, cao hơn 200 triệu Mỹ Kim so với ông Arnault. Forbes cho biết tài sản của hai người đàn ông hầu như ngang nhau, chỉ chênh lệch khoảng 200 triệu Mỹ Kim, vì vậy sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục thay thế vị trí của nhau trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Tạp chí Hoa Kỳ cho biết sự phất lên của ông Arnault do cổ phiếu của công ty hàng hiệu LVMH hầu như không thay đổi trong năm nay. Trong khi đó, ông Musk trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng của giá cổ phiếu Tesla. Cổ phiếu hãng xe điện này giảm 56% trong năm 2022. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, ông Musk lần đầu vượt qua nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, trở thành người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Musk đạt đỉnh 320 tỷ Mỹ Kim vào tháng 11 năm 2021, sau khi gã khổng lồ cho thuê xe hơi Hertz công bố một đơn đặt hàng lớn từ nhà sản xuất xe điện Tesla. Tài sản của ông Musk gắn liền với các công ty ông sáng lập như hãng hàng không vũ trụ SpaceX, công ty đào hầm Boring Company và công ty công nghệ thần kinh Neuralink. Ông Musk cũng sở hữu gần 25% cổ phần Tesla. Bất chấp một năm mất mát, ông Musk vẫn vượt xa người giàu thứ ba thế giới là tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani với tài sản 134.8 tỷ Mỹ Kim. Nữ ca sĩ Celine Dion mắc bệnh hiểm nghèo. Danh ca Celine Dion hoãn mọi tour diễn vì mắc hội chứng người cứng, tỷ lệ 1 triệu người mới bị một người. Khó có thể cứu chữa, thưa quý vị. Lần đầu lên tiếng về bệnh tình trên Instagram tối ngày 8 tháng 12, cô cho biết bản thân mắc hội chứng SPS, tức là Stevenson Syndrome, rối loạn vận động liên quan tự miệng rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, não hoặc tủy sống. Căn bệnh gây nên các cơn co thắt làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Cô cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước. Theo danh ca, hội chứng này có tỷ lệ chỉ 1 trên 1 triệu người mắc phải. Diva phải dời tour diễn châu Âu từ tháng 2 2023 sang năm 2024, đồng thời hủy 8 đêm diễn khác vào mùa hè năm sau. Dion cho biết cô và các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu để cố gắng tìm ra phương cách điều trị. Cô khóc khi nói về nỗi nhớ khán giả. Tôi nhớ tất cả các bạn, nhớ cảm giác đứng trên sân khấu. Tôi sẽ tập lý trị liệu để lấy lại sức mạnh và trình diễn trở lại. Nhưng tôi phải thừa nhận sẽ rất gian nan. Giọng ca My Heart Will Go On nói cô được an ủi khi có các con sát cánh trong quá trình điều trị. Theo trang Variety, hội chứng SPS gây tình trạng cứng cơ hoặc co thắt lên một vùng hoặc toàn bộ cơ thể làm di chuyển đi lại khó khăn. Căn bệnh hiện không có cách cứu chữa. Hồi đầu năm, Celine Dion từng phải dời tour sang năm 2023, song lúc đó chưa tiết lộ cụ thể tình trạng bệnh tật. Nhiều đồng nghiệp trong làng nhạc Âu Mỹ động viên Celine Dion sớm vượt bệnh tật. Quan Stephanie viết chúc chị chóng bình phục và có một cuộc sống tuyệt vời. Jennifer Hudson, đàn em chịu nhiều ảnh hưởng từ Diva cho biết, chúng tôi yêu chị, cầu mong ơn trên ban sức mạnh chữa lành cho chị.